Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài cá lóc bay và cá lóc bú bình, thì khi đến với khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn trong thời điểm này, khách tham quan sẽ có thể xem cá trê vượt cạn. Đây là một trong những nỗ lực của những người làm du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ khi đến với Cần Thơ. Mặc dù đã có vài lần đến với khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn để tham quan, thế nhưng đối với ba cô gái trẻ này, mỗi lần đến là một lần khám phá thêm sự mới lạ. Sau một vòng tham quan và trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên của miệt vườn sông nước, điểm dừng chân của họ chính là nhà vườn Thành Tâm. Tại đây, cả ba cô gái đều vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh đàn cá trê ngoi lên mặt nước, leo lên cả miếng xốp để đớp thức ăn thay vì ăn ở tầng đáy như đặc tính thông thường của chúng. Xưa giờ mình chỉ thấy là cá trê chỉ ở trên sông bình thường, và hôm nay được mọi người cho mình xem và biểu diễn cá trê được nằm trên miếng xốp và ăn rất là thích thú và thú vị. Chơi đùa và tham gia các hoạt động liên quan đến những đàn cá, những điều đó cho Ngọc cảm thấy một cảm giác rất là thư giãn, rất là thoải mái khi được đến đây, khác với lối sống ở trên thành phố tấp nập, ồn ào. Và trong một dịp gần nhất, nếu có dịp thì Kim Hoa sẽ rủ bạn bè và người thân của mình đến đây trải nghiệm những cái thú vui ở đây. Chủ nhân của đàn cá trê vượt cạn này là anh Nguyễn Thành Tâm, thành viên câu lạc bộ du lịch cộng đồng Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Theo anh Tâm, sau thời gian đón nhận thành công của cá lóc bay và cá lóc bú bình, trong thời gian tạm ngưng đón khách vì dịch bệnh COVID-19, anh đã trăn trở và quyết định tìm kiếm, huấn luyện đàn cá trê nhằm mong muốn tạo ra những trải nghiệm mới cho khách tham quan khi đến với xứ Cồn. Hiện tại bây giờ là cái đàn cá trê mình làm thử nghiệm tầm khoảng là 1.000 con. Nhưng mà hiện tại bây giờ là du khách rất là thích thú, bởi vì mình mới nhân rộng ra. Còn cái khó khăn mà mình làm á, mình chọn những cái con giống. Ví dụ như cái đàn giống mình mới làm đây thì tầm khoảng 2.000 con, nhưng mà mình phải lựa tới, mình nhập về con giống khoảng 10.000 con, mình lựa ra được có 2.000 con. Lựa những con khỏe mạnh, dài và có bộ đuôi cho nó đẹp để cho nó có cái sức khỏe rất là mạnh, nó mới vượt lên được. Việc những nhà vườn làm du lịch như anh Nguyễn Thành Tâm luôn quan tâm tìm kiếm và phát triển thêm các sản phẩm mới trong thời điểm hiện tại không chỉ tạo nên màu sắc mới cho hoạt động du lịch mà còn là điều kiện để thu hút khách đến với Cần Thơ trong điều kiện bình thường mới.